Vào năm 1785, quân Tây Sơn và liên quân Xiêm Nguyễn giao chiến tại khúc sông Rạch Gầm - Xoài Mút. Để giúp đỡ Nguyên Ánh, vua Rama đệ nhất của Xiêm đã hao tổn không ít binh lực. Điều gì khiến vua Xiêm hỗ trợ Nguyên Ánh dù liên tiếp thất bại trước quân Tây Sơn? Vấn đề cần lưu tâm đầu tiên là quan hệ giữa vua Rama đệ nhất và Nguyên Ánh, khởi đầu từ giao kết dừng chiến tại Chân Lạp năm 1782. Khi giao chiến với quân Nguyễn tại Chân Lạp, tướng Chất Chi của Xiêm phát hiện vợ con ông đã bị quốc vương Xiêm lúc bấy giờ bắt giữ. Ông bèn giao kết dừng chiến với tướng của quân Nguyễn, thề ước gặp hoàn nạn cứu nhau, rồi quay về Xiêm, sai người tìm giết quốc vương. Sau đó ông lên ngôi thành vua Rama đệ nhất của vương triều Chất Chi. Theo Sử Thái và Sử Việt, có 3 lần Nguyễn Ánh sang Xiêm được ghi chép lại. Lần sang Xiêm thứ nhất chỉ được đề cập trong Sử Thái vào năm 1782. Sau khi quân Tây Sơn đánh Gia Định vào tháng 3, Nguyễn Ánh ra Phú Quốc lánh nạn rồi lưu lạc đến Xiêm. Ông được hai viên quan người Xiêm mời đến Bangkok diện kiến vua Rama. Vua Rama đối xử với Nguyễn Ánh như quan lớn, cho nơi ở, chu cấp và quan phục. Nguyễn Ánh được ngồi khoanh chân trước mặt vua, dù theo quy tắc thì như vậy là vô lễ. Sau khi Châu Văn Tiếp lấy lại Gia Định, Nguyễn Ánh hồi loan. Ít lâu sau, Gia Định lại bị Tây Sơn đánh. Vua Rama hỗ trợ Nguyễn Ánh nhưng mỗi lần đều thất bại. Lần gần chiến thắng nhất là khi quân Xiêm và quân Tây Sơn đánh hòa tại Sa Đéc, nhưng tướng Xiêm lại trao trả tù binh và vũ khí chiếm được cho Tây Sơn mà không rõ lý do. Biết chuyện, vua Rama cho tử hình ông cùng 12 vị tướng dưới quyền. Lần thứ hai Nguyễn Ánh sang Xiêm là năm 1784. Lần này, vua Rama hỗ trợ Nguyễn Ánh với 2 vạn thủy quân và 300 chiến thuyền. Sử Thái còn đề cập đến 1 vạn quân Xiêm theo đường Chân Lạp đánh từ phía Tây, nhưng đạo quân này bị kẹt lại tại Chân Lạp. Kết quả của lần giúp đỡ này là Châu Văn Tiếp bị đâm chết, quân Xiêm thua tan tác tại trận địa Rạch Gầm - Xoài Mút. Vua Xiêm tức giận muốn giết 2 tướng, nhưng Nguyễn Ánh can lại. Lần 3 Nguyễn Ánh sang Xiêm là năm 1785, ông xin tạm trú tại Xiêm. Lần này, Nguyễn Ánh không đáp trả lại Tây Sơn mà ở Xiêm xây dựng lực lượng. Nguyễn Ánh gả một người chị em gái cho vua Rama, còn giúp vua đánh quân xâm lược Miến Điện và Trà Và. Vua Xiêm lấy cớ trả ơn, tỏ ý muốn giúp Nguyễn Ánh thu phục Gia Định lần 3. Tuy nhiên khác với 2 lần trước, Nguyễn Ánh đã từ chối bởi ông nhận được sự can gián từ tướng của mình. Đầu năm 1787, Nguyễn Ánh nhận được sự đề nghị hỗ trợ từ người Bồ Đào Nha ở Goa. Điều này khiến vua Rama đệ nhất không hài lòng, Nguyễn Ánh đành từ chối lời đề nghị. Vào một ngày tháng 7, vua Xiêm bất ngờ nghe tin Nguyễn Ánh không từ mà biệt. Em trai của vua Xiêm khi vào triều kể lại, ông đã phát hiện Nguyễn Ánh và quân rời thành trên 4 chiếc thuyền đánh cá, cho quân đuổi theo nhưng không kịp. Vào năm 1788, vua Xiêm đón tiếp đoàn sứ từ Nguyễn Ánh, lúc này đã giành lại Gia Định. Lễ vật mà đoàn sứ thần mang theo được chuẩn bị giống đồ cống mà Xiêm thường nhận từ chư hầu. Đổi lại, vua Xiêm cho Nguyễn Ánh mượn chiến thuyền và vũ khí. Sau này, khi Xiêm có nạn đói, Nguyễn Ánh gửi gạo giúp đỡ, đồng thời từ chối giúp nước Trà Và đánh Xiêm. Đằng sau một trận chiến chỉ đề cập ngắn gọn trong sách giáo khoa là mối quan hệ đầy phức tạp giữa vua Rama đệ nhất và Nguyễn Ánh. Theo bạn, lý do gì khiến Nguyễn Ánh nhận được sự giúp đỡ từ vua Xiêm?